Xin chào cả nhà và các bạn. Các bạn và cả nhà có khỏe không? Hôm nay Thu Dương mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương câu cá qua ai nữa nha các bạn. Hôm nay Thu Dương đi cố ý, Thu Dương đi sớm để quay cái video trong lúc còn tối, coi nó có được sáng không nha các bạn, coi nó có rõ hay không. Cho nên Thu Dương đi sớm ngày hôm nay. Mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương trải nghiệm câu cá ngày hôm nay nha. Bây giờ Thu Dương sẽ chạy ra cái chỗ để chuẩn bị câu nha các bạn. Hôm nay còn sớm lắm, cá nó chưa có chịu cắn đâu. Vì mình muốn quay trong lúc trời tối như vậy coi có đủ ánh sáng cho cái video cho cả nhà và các bạn xem hay không. Bây giờ mình câu nha các bạn. Hôm nay nhiệt độ giấc sáng chỉ có 9 độ C thôi nha các bạn. Và hôm nay các bạn thấy mình mặc áo mùa đông rồi đó. Canada mới bắt đầu vô thu thôi, nhưng mà giấc tối chỉ có 7 độ và có 7 độ cộng thôi các bạn. Bây giờ thì nó lên tới 9 độ cộng rồi. Và trưa nay chỉ có 17 độ thôi. Và trời bắt đầu se se lạnh vào mùa thu. Và các bạn sẽ nhìn thấy những cái cây ở Canada bắt đầu đổi màu, từ màu xanh và vào từ màu xanh qua màu vàng và màu cam nha các bạn. Giờ đây mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương câu nha. Còn sớm quá nhưng mà mình cũng câu. Lại tới đây rồi không câu sao chịu nổi các bạn. Người giang hồ khó tự chủ nha các bạn. Khi đến bãi câu rồi không câu sao chịu nổi các bạn. Người giang hồ khó tự chủ phải không các bạn. Mình biết còn sớm lắm, cá chưa chịu cắn đâu. Nhưng thôi câu chơi cho vui nha các bạn. Biết đâu có con cá nào nó cắn bậy bạ các bạn. Các bạn ơi, bây giờ trời sáng rồi, bây giờ mình câu nha. Hôm nay Thu Dương câu mồi cam và cái đầu màu hồng nha các bạn. Hôm nay chúng ta câu ở tại cái dòng sông ở Danville, Grand River nha các bạn. Chúng ta cứ quăng ra rồi chúng ta cứ quay đều đều thôi. Chúng ta quăng ra rồi chúng ta cứ nhấp vậy thôi nha các bạn. Có là nó cắn nha các bạn. Chúng ta cứ quay và chúng ta nhấp như vậy. Có là nó cắn nha các bạn. Câu cá này cũng vui lắm các bạn, cũng phân lắm. Nó cắn cũng đã tay lắm nha các bạn. Câu cá cũng khó nói lắm các bạn, có bữa thì câu có, có bữa thì câu không có nha các bạn. Vô rồi các bạn ơi, vô rồi nè, vô rồi các bạn ơi, đã tài quá các bạn.
Wow, vô rồi các bạn ơi. Con này khá lớn đó nha các bạn. Con này là 2 phao trở lên đó nha các bạn. Ồ, 2 phao đó các bạn ơi. Wow rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, 2 phao nè các bạn ơi. Con này là 2 phao đó nha các bạn. Các bạn Các bạn ơi, vô rồi, vào rồi các bạn ơi, vào rồi các bạn ơi, vào rồi các bạn ơi, đá tay quá các bạn ơi, ha ha ha, la la la, vô rồi các bạn ơi, con này lớn rồi nha các bạn, 2 phao trở lên nha các bạn. Này 2 phao trở lên nha các bạn. Con này 2 phao trở lên nha các bạn. Wow, con này 2 phao trở lên nha các bạn. Wow, đã quá các bạn ơi. Mình cân coi con này bao nhiêu phao nha các bạn. Mình cân coi con này bao nhiêu phao nha các bạn. Con này 3 phao trở lên nha các bạn. Đúng 1 ký đó các bạn. Cũng đúng 1 ký đó, 2 phao đó các bạn. 1 phao 3 rưỡi, 2 phao, đúng rồi. Này đúng rồi các bạn. Các bạn xem bao nhiêu. Con này lớn rồi các bạn. Quá đã luôn rồi các bạn. Cái cân này không biết có đúng không nha các bạn. Đúng rồi đó các bạn. Đúng là 1 ký đó các bạn. Quá đã luôn. Là 2 phao đó các bạn. Câu mờ này nè các bạn. Đây là mờ cam nè các bạn.
mình luyện ra, mình quay quay, mình nhấp nhấp là có rồi, nó cắn nha các bạn. Mình luyện ra, mình quay quay, có nhấp nhấp là nó có rồi, nó cắn nha các bạn. Vô cái gì mà không thấy chạy vậy các bạn? Vô khúc cây vậy các bạn ơi. Stickle. Vô nè các bạn, vô nè các bạn ơi. Con này nhỏ các bạn. Con này nhỏ mình thả nghe các bạn. Các bạn con này phao máy à các bạn.
các bạn ơi. Vô rồi nè các bạn ơi, đã tai quá các bạn ơi. Vô rồi nè các bạn ơi. Vô đây nè các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi. Vào rồi nè các bạn ơi, nó vào rồi các bạn ơi. Ha ha. Vào rồi các bạn ơi. Đây các bạn, con thứ ba đây. Cả nhà ơi, mình mới dính một con bự nữa nè cả nhà. Chừng lúc dính cá thì đã hết pin, cho nên mình mới thay pin. Bây giờ mình cân con cá này coi bao nhiêu phao nè các bạn. Mình mới dính con thứ tư nè các bạn. Trong lúc mình dính cá thì cái máy đã hết pin. Bây giờ mình đã thay pin rồi, giờ mình cho các bạn xem con cá thứ tư mình dính nha các bạn. Con cá thứ tư mình dính nè các bạn. Con này có 3 phao mấy, 4 phao không các bạn? Oh yeah. Wow. 2kg nè các bạn. Con này 2kg đó các bạn. 2kg là 4 phao đó các bạn. Wow. Con này là 4 phao nè các bạn. Thư Dương xin chân thành cảm tạ cả nhà và chúc cả nhà và các bạn luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống nha. Và xin tạm biệt. Bye bye.